Dương, nghe rõ không? Em Nghe rõ rõ mình Dương. nghe rõ Chào tất cả mọi người, tất cả anh chị em diễn đàn. Thì vấn đề Việt Nam mà sau khi mà nhà nước Việt Nam phát hành vấn đề là thẻ căn cước trong trong dân có gắn chip không đúng anh ha? đúng rồi đúng Thì rồi cái dạ bọn để có cái chip thì cái bọn con cháu của cái bọn sậu là cái đám mà gọi là cầm cờ cầm cực đoan thì nó bắt đầu là nó cà khịa với nó cà khịa dạ thì thật sự ra tụi nó không đủ trình độ xuyên tạc. Mà nói theo anh An Bình Tâm á, nói đây là mỗi quốc gia nó vấn đề khác. Thí dụ như tôi ở bên Đức nè, đây là cái thẻ bằng lái xe, có thể là bằng lái xe, có thể là, và đây là cái thẻ căn cước công dân, đúng không? Nhưng mà tại sao người ta làm vậy? Nói với anh An Bình Tâm thì cũng đúng mà một phần thôi. Thí dụ nó bên Mỹ nó khác, ví dụ như bây giờ anh đang lái xe trên đường, cảnh sát police nó chặn lại, anh có thể đưa nó ra, đúng không? Nhưng mà bằng lái xe. Nhưng mà tại sao người ta phải làm cái này nữa? Là tại vì ví dụ như anh là một công dân định cư ở trên nước Đức khác mà anh chưa phải là một công dân định cư trên nước khác, anh đưa bằng lái xe này nó chưa chắc là nó đã tin anh là cái người đang định cư ở trên nước nước Đức hay không. Nên nó phải hiểu hai vấn đề đó. Anh hiểu tôi nói Nè. một cái này nó chưa nói thể hiện được hết là một người công dân đang định cư thực sự, nói theo kiểu Việt Nam là cư trú hộ khẩu thường trú và hộ khẩu tạm trú vậy. Anh hiểu tôi nói, cho nên bắt buộc nó phải làm hai cái này. Còn Việt Nam nó làm cái chip đó là một đất nước đang phát triển, và cái vấn đề đó mình cảm thấy là đó là Việt Nam họ làm đúng vấn đề đó. Thứ nhất là gì? Chống lại tội phạm. Cái thẻ này là ở bên này thì vấn đề là những cái nước đó là ta làm thì tất nhiên nó có những bình lạc, những cái hình là nó có những cái ngôi sao của nước Đức. À, còn ở Việt Nam có thể là những tội phạm xuyên quốc gia nó có thể làm giả được. À, biết không? Cho nên cái chip đó mà tụi này nó xuyên tạc là nào, là an ninh mạng để theo dõi bà mẹ mày, đâu phải Việt Nam, nó đâu phải như thằng Mỹ nó mất chân quyền mà khi mà nó cầm cái chân mày cầm cái cầm vào cái chân mày đúng không, thì mày thấy giữa Việt Nam nó có nhân quyền hơn là nước Mỹ nó có nhân quyền hơn đúng không anh Bình Dương? Anh chị em nó đúng thì anh chị em có like lên để là mình coi như mình đánh vào, mình đá vào cái đầu của cái bọn người là con cháu bọn lưu vong đúng không? Tại vì á, mình phải nghĩ Việt Nam làm vậy là nó xích cờ hai, nó bảo đảm cho quyền lợi của người công dân. Khi mà có những tập đoàn ở hải ngoại có cái đám mà gọi là thí dụ như cái đây nói cái đơn na, thí dụ như là người nước lạ đi, hay là nói thêm cái nữa là cái là đám mà chống cộng lưu vong ở hải ngoại đúng không, nó muốn về nó xâm nhập, nó hoạt động, nó phá hoại đất nước. Cho nên cái chip đó là gì? Cái chip đó là nó thể hiện một cái quản lý chặt chẽ về tội phạm mà cái ngành công nghiệp Việt Nam mình tuy là ra sao nhưng mà cái sự phát triển về vấn đề nó tốt hơn. Chúng ta phải đánh giá cao cho đó, nhưng cái bọn ba sọc này thì nó ngu, thấy không? Nó ngu cho nên đâu có biết gì thì nó lợi dụng, nó xuyên tạc thôi, thấy không? Cho nên ở đây mình nói với anh Lai mình tâm nói thì ok, nước Mỹ là cứ như mỗi quốc gia họ quy định khác nhau. Ví dụ như bây giờ ở bên Đức này mà ví dụ cảnh sát mà nó bắt anh, nó hỏi nó chặn xe lại mà anh đưa cái này ra thì cũng được, nhưng mà bắt buộc nó phải gọi về tổng đài, nó gọi về cái centrum á, à nó xác minh anh. Bọn da trắng thì làm sao mà nó thấy đầu đen, hay là nói chung là dân ngoại quốc là nó sẽ có đánh giá chị ngờ, đó là kỳ thị chúng tập mà, đó là hành động kỳ thị chúng tập. Anh hiểu không đó? Thì khi mà nó khi bắt đó nó phải đòi hỏi được này, tại vì một người chưa phải định cư mà anh chỉ tạm trú, anh có thể có bằng lái xe nhưng mà anh không có quyền cư trú ở, anh chưa phải là một công dân chính thức cư trú ở trên một đất nước đó. Nên nó bắt buộc cái thằng nó bắt buộc anh phải đưa cái này ra, bắt buộc anh phải đưa cái này ra nữa. Đó là cái vấn đề mà Việt Nam họ làm vấn đề chip, là tôi cho rằng đó là một cái sự là phát triển về cái vấn đề quản lý công dân rất là tốt, và đó là bảo vệ cho công dân, mà nó giản đơn về vấn đề hợp thức hóa mọi giấy tờ khi anh đi làm công chứng hay là đi ra nơi cái là cơ quan chính quyền đấy. Thí dụ bây giờ tôi nói, thí dụ như tôi ở bên nước này, ví dụ tôi đi ra cơ quan chính quyền, ví dụ là phòng Auxiliary hay là tòa thị chính đi, tôi không thể nào đưa bằng lái được. Bằng lái họ không chứng minh được cái gì hết, mà tôi phải đưa cái căn cước này, tại vì nó mới là một cái căn cước để mà thực hiện về vấn đề những cái quyền lợi hay là những vấn đề giấy tờ. Chứ còn cái bằng lái này thì là nó không có ý nghĩa. Thì ở bên Mỹ thì có lẽ họ làm đó là tùy theo mỗi quốc gia, thì cũng như ở Việt Nam người ta làm con chip là gì, là nó bảo vệ nó kiện toàn, nó nghĩa là nó bảo vệ một cái thẻ căn cước rất có giá trị để bảo vệ cái quyền lợi người công dân và tránh một cái sự gọi là những cái tội phạm làm giả. Cái điều đó là chúng ta cần quan tâm,
phải như cái bọn bả sập. Đúng với cái bọn bả sập mà ở hai mươi mấy năm mà nó còn trục xuất về Việt Nam đấy. Chuyến bay vừa rồi chắc là về đến Việt Nam rồi, ba mươi mấy người đó. Ba mươi mấy người bị trục xuất về Việt Nam rồi đó. Đó, đó là thành phần gì? Thành phần là đầu trộm đuôi cướp. Là thành phần là bắt khảo của các nước Mỹ. Cho nên thêm Việt Nam vẫn nhân đạo, vẫn nhận lại, dù họ cũng là một nửa dòng báo, dù là họ con la, dù là họ cũng là sinh đẻ và lớn lên cũng là cha mẹ Việt, thì nhưng đó là cái gì, đó là sự nhân bản của các nước. Thì bảo rằng đối với nước Mỹ, anh thấy không, họ tất nhiên họ có nhân quyền, tất nhiên là họ tước đoạt cái sự nhân quyền của những người mà khi mà người ta đã từng sống ở đó mấy chục năm, người ta sống từ nhỏ khi con la người ta, mà từ trước người ta về, đó là một sự mất nhân tính nhất, và đó là một cái vấn đề gọi là mất nhân quyền nhất. Chỉ có nước Mỹ thôi. Và cái bọn ba sọc lúc nào nó kêu gào là ơ nước Mỹ chúng tôi là tự do dân chủ, chúng tôi như thế này, chúng tôi có nhân quyền. Mẹ bọn này nó thật. Đó bây giờ tôi nói anh nghe, nói chị nghe, bây giờ đó ở bên Mỹ hiện nay là bắt đầu là coi như kỳ thị những cái là người da mờ, người quốc tí nhất là người châu Á. Nếu như Đức ngoài đó anh bảo đảm, anh thấy tất cả những cộng đồng, những cái tổ chức nào là thằng tổng thống này, thằng tổng thống nọ, nào là thằng chánh biệt nè, thằng nghĩa là hoàng cơ mà, cái đám Việt Tân là mấy cái thằng già mà cái, trong cái đảng Đại Việt thời Việt Nam qua, bây giờ là nhập đầu vô cái đám Việt Tân á, tụi bay không đứng ra biểu tình để bảo vệ đi. Tại sao tụi bay lúc nào cũng chọc bỏ vậy, ở Việt Nam thiếu nhân quyền, Việt Nam như thế này, tù nhân lương tâm, bà mẹ chúng bay. Đây tôi xin lỗi câu tương chữ với bà mẹ là cái đám cờ vàng là cái đám chỉ biết sống và ăn xác chết trên cái đồng lõi của mình. Anh thấy có thằng nào nó bảo vệ không? Nếu như ở Đức xảy ra, tôi nói thằng anh hàng ngàn người mang cờ đỏ ra biểu tình, cái sức mạnh của cái cộng đồng mà người ta hướng về cái dân tộc đấy, vậy chứ phải cái đám lưu vong lũ càng này. Anh hiểu tôi nói không? Đấy, đấy là những cái gì mà tôi muốn nói, đó là để cho chúng nó thấy rằng, để cho người dân trong nước này nhìn lại cái đám những cái tổ chức mà gọi là cái tổ chức mà lưu vong, cái tổ chức mà nô lệ, mà cái tổ chức mà chiên ăn xác chết trên đồng loại của mình. Tụi nó là những cái gì mà coi như là quan trọng đến cộng đồng hay là bảo vệ, không có gì tụi nó làm. Mà những cái gì mà cứt ở Việt Nam mà ỉa ra một cái là đầu tụi súng nhau, tụi nó bươi, tụi nó hửi. Anh biết không? Đó là gì? Đó là cái bản chất của chúng nó thôi. Ok thôi, cảm ơn thôi. Em lên chỉ là... Dạ rồi. Ok, cảm ơn anh. Thông tin hay. Dạ, cảm ơn anh. Chào em. Anh nói này cho vui thôi, chứ anh không nói gì. Từ cái tụi ba láp mà nói làm gì cho mệt. Anh nói đơn giản như thế này nè em. Yeah. Cái đất nước Việt Nam mình á, hồi kỳ mà chưa xây cái con đường mà một B ở trong đường Trường Sơn á, ở cái chỗ đường mòn Hồ Chí Minh cũ của mình á, mình làm một cái con đường. Yeah. Thì tụi ba que nó nói á, làm con đường đó để Trung Quốc tiến vào Việt Nam cho nhanh. Yeah. À, em hiểu không? Thì tất cả những cái chuyện đó, nó nói là vậy, toàn là cái bọn miệng dơi tay khỉ không. Nó nói tào lao thì cỡ giống như cái thằng nào Kiên Giang, cái trình độ nó như thế nào anh không biết, nhưng mà nhìn mặt của nó là anh thấy cái miệng dơ tay khỉ, toàn là mẹ cái bọn hề thôi. Còn cái vấn đề mà cái ID của Việt Nam mình gọi là cái thẻ căn cước Việt Nam mình, anh nói thật ra mỗi đất nước đều có một cái phương hướng, mà Đảng Cộng sản Việt Nam mình theo anh nghĩ đã giữ nước được bao nhiêu lâu rồi, anh nói thẳng bao nhiêu cuộc chiến tranh rồi, thì cứ giữ cái quản lý dân rất là chắc rồi, thế đừng có ai nói cái chuyện ID để mà kia. Nó thẳng nó chẳng cần cái chip đâu, thật á. Thằng nào mà thoát được cái lưới của pháp luật Việt Nam, anh nói thật, anh ở bên Mỹ á, anh có một người bạn bị bắn chết, đã 30 năm chưa bắt được tội phạm. Việt Nam mình vừa mới bắn được ngay đâu, giết được một người thì ngày hôm sau bắt cha nó vô tù rồi. Thì đừng có nói chuyện này cho nó mệt, ôi cái mẹ vớ vẩn. Còn cái vấn đề cái căn cước á, anh nói rất là đơn giản thôi. Đó là một trong những hình thức mà cái bọn bà que nó chẳng hiểu, mà chính mình chẳng hiểu, mày nên tin đi. Đó là anh nói thẳng cho nó xong. Bởi vì mình cũng là người dân, mà khi mà nhà nước mình đưa ra một cái gì đó, nếu mà sai thì nhà nước mình tự động sửa. Chẳng dạ, cần chúng mày phải vớ vẩn để nói linh tinh. Còn cái vấn đề mà cái thẻ căn cước Việt, cái hộ khẩu á, thực sự chất ra là tại đất nước Việt Nam mình trong thời chiến, cái hộ khẩu để mà quản lý, để mà bảo vệ người dân chắc nhất, để mà không lọt với những tình báo hoặc là những cái thằng tào lao nó vào để nó phá hoại đất nước. Nhưng khi đất nước thanh bình rồi thì mình đang có một cái hướng để đi vào cái đất nước thanh bình, không cần hộ khẩu. Thì cái chuyện hộ khẩu bây giờ thì nó là quá khứ, nhưng đó là một cái kinh nghiệm
mà Việt Nam mình đã có. Cho nên cái chuyện mà bảo vệ đất nước mà nhà nước mà đưa ra một cái gì đó đừng thắc mắc. Bởi vì mình có nghĩ có nát đầu ra mình cũng chẳng hiểu nhà nước mình đang làm gì. Cái đặc biệt, cái độc đáo của đất nước này, nhưng mà tất cả những công việc của người Việt Nam mình á, của nhà nước mình á, làm á, để cho cái quyền lợi của người dân cả. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm có một câu rất hay: khi một cái cất tay cất chân của một đại Bồ Tát thì chẳng ai hiểu được, bởi vì chẳng có ai mà biết đâu mà làm. Còn cái bọn kia mà gọi là, tôi nói thật, nếu mà nói mù mà sờ voi thì còn còn tội nghiệp cho mấy mù nữa. Tôi nói chẳng có gì, nó cứ nói vơ và vơ vẩn vậy thôi cho nó vui thôi, tụi hề mà thôi. Còn nói mà còn nếu mà ai tin đó thì đúng là còn ngu hơn cả bọn ngu nữa. Thế chứ phải chỉ nói vậy thôi chứ còn mà nói rồi linh tinh. Thật sự tại vì anh là em với anh, chính anh với em á, nhà nước mình cứ đến cái giờ nào là làm cái đúng cái giờ đó. Cũng giống như cái sợ cái thời mà năm 1975 nhà nước mình vô có cái từ ngụy quân ngụy quyền, đến năm 1984 anh còn nhớ 84 hay 83 là bỏ cái từ đó. Tức là trong cái lý lịch của mình viết, mình không viết cái chữ mình là con của ông đại tá hay trung tá, không bao giờ viết gì đó nữa. Bắt đầu từ từ nó nhạt đi. Thì cái nhà nước mình làm vậy, khi nhà nước mình làm vậy thì nó cũng chửi, mà khi nhà nước mình giữ thì chúng nó cũng chửi. Tức là gọi là mình gọi là damn what you do mà damn what you don't, tức là mày có làm mày cũng bị chửi, mà không làm bị chửi. Cho nên cái chuyện đó là chuyện thường tình. Cái đó là cái bản chất của cái bọn mùi, cái bọn miệng dơi tay chuột rồi em ơi. Cái tụi nó vậy, vớ vẩn. Cũng như mấy cái thằng mà dân chủ trong nước đó, anh nhìn nó anh nói chứ mẹ đúng là cái thứ mà nó, mình nhìn là mình tởm rồi, mình nhìn mặt chúng nó mình tởm rồi. Cái mình không cần nó phải mở mồm đó. Anh ấy, nhìn mặt nó giống như cái thằng ở Kiên Giang đó. Anh vô ngay cái anh vô tình anh vào đúng cái thằng cái tên của cái thằng kỷ niệm tướng cái gì hom ha hom he thì vẽ. Anh nói thật, thằng con đít nó sô te nữa, đi chống đọc cái mẹ gì phải đi chống gậy đi. Anh nói thật, cái thứ mà gọi là nói cũng ra hơi nữa. Anh nói cho thật, câu nói ra thì nó nghe nó có vẻ nó khinh bỉ lắm, nhưng mà thật sự là khinh bỉ. Bởi vì cái bản chất của mày, cái thân của mày nó chưa lo xong mà đi lo cái gì, cái chuyện đại sự đất nước. Rồi cái thằng mũi dơi tai chuột ở Kiên Giang cũng lên nói về cái chip, ôi chao ơi, nó nói nó giống như là tiến sĩ ấy. Nhưng mà nó là những lời nói rỗng tuệ. Hỏi ngược lại cái chip nó để làm cái gì và nó hoạt động như thế nào thì anh bảo đảm chẳng chút chẳng hiểu. Nhưng mà cứ nói theo cái kiểu mà cái tưởng tượng, một cái thứ mà cũng giống như cái thằng nào bên Thái Lan, nó nói nó ngồi suốt ngày để nó nghĩ cách nào để giải phóng đất nước. Nó mày hoang tưởng vừa vừa, mày hoang tưởng quá thì không ai hoang tưởng như mày. Đó là cái thứ vớ vẩn thế thôi. Ok em, anh chỉ nói vậy thôi. Còn cái chuyện yeah, mà của nhà nước em. Mình cứ bình tâm nha. Cứ ăn ngon ngủ yên. Bye em. Yeah, bye em. À, chào anh. Khỏe không? Cảm ơn anh. Cảm ơn. Yeah. Thấy hôm nay gặp anh. Yeah, thấy con trai của anh dễ thương quá. cháu bao nhiêu tuổi rồi? Mới được có 15 tháng thôi anh. Ôi dạ. Được mấy đứa cháu rồi? Mới có một thôi anh. Wow, cưng dữ à. Thì nói thực ra thì muốn chia sẻ một chút xíu cái điều này là tôi cũng hoan nghênh về cái chuyện là làm cái ID, gọi là ID đi, bên Mỹ nó gọi là ID, Việt Nam mà gọi là căn cước phải không? Dạ đúng rồi anh. Như vậy là quá tốt rồi còn gì nữa. Như vậy là quá là đất nước đang phát triển mà đang là thay đổi cái thẻ chứng minh nhân dân rồi này kia nọ, là như vậy là quá tốt rồi. Đó là nó bây giờ đất nước đang là cũng ngang hàng gần với quốc tế rồi đấy. Là hồi lúc trước tôi có từng nghe là cái phát biểu của cái bà chủ tịch bà Nguyễn Kim Ngân á, thì mới nói là đất nước ta bây giờ là còn xài chứng minh nhân dân, hộ khẩu này kia nọ đó, thì đất đá nó bây giờ nó quá xưa rồi, thì mình phải thay đổi đi. Hồi lúc trước tôi coi cái video của bà phát biểu trong tòa, trong cái đại biểu quốc hội đấy, trong quốc hội bà cũng kêu gọi như vậy là mình phải thay đổi đi, nó dễ để kiểm soát hơn, rồi dễ cái làm việc hơn, bất cứ cơ quan lãnh vực nào, từ huyện tới xã, thở mất thời gian, từ huyện tới xã. Bây giờ đất nước mình đang phát triển, đâu không hỏi về cái văn minh của nước ngoài để mình hòa nhập cho đất nước của mình, như vậy là quá tốt.
mà chuyện có chip đó đó dễ để cho là ngành công an bất cứ hành sự nào nó dễ để nó kiểm soát rất là dễ dàng, cho dễ người ta làm việc, nói thật ra như vậy. Thì bên Mỹ hiện bây giờ ở đây á, tôi chia sẻ về bên Mỹ đây, nó có hai cái loại. Hồi lúc trước nó có gọi là ID, mà ID á là xài là người nào không có cái bằng lái thì xài ID. Thì bây giờ người ta có bằng lái cũng là cũng xài cái bằng lái đó là sử dụng hết tất cả. Rồi bây giờ á, từ ngày Mỹ từ thời ông tổng thống Trump này đi lên ấy, thì ông đề nghị là xài real ID là người nào mà có quốc tịch Mỹ á, có quốc tịch Mỹ là thay đổi cái bằng lái để cái chữ real ID rõ ràng. Để làm sao đó là nó phân biệt là người nào quốc tịch Mỹ hay người nào mà không quốc tịch Mỹ. Là vì lý do nước Mỹ bây giờ á là một số người di dân lậu nhiều lắm, không có giấy tờ. Nó xài ID giả, xài ID giả để nó làm việc. Và chính phủ Mỹ hiện bây giờ nó làm real ID này là vì lý do nó kiểm soát là người có giấy tờ hợp pháp trong nước Mỹ này bao nhiêu dân số. Mà người không có giấy tờ, không có hợp pháp bao nhiêu dân số ở trong nước Mỹ này. Bây giờ nó đang xài real ID, bất cứ người nào nó bắt buộc mình phải làm. Hình như là từ đây tới một cuối năm này là phải bắt buộc phải làm, mà không làm mình đi lên máy bay, là bất cứ đi lên máy bay để đi qua tiểu bang này tiểu bang kia mà mình không có real ID là bắt buộc mình phải xài cái passport. Passport. Nó xài cái passport. Đó là như vậy. Mà thời trước á là ID rồi với bằng lái thường đều ai cũng xài được hết. Bây giờ nó thay, nó dục bỏ hết. Bất cứ ai có ID mà xài cũng không được nữa. Lên máy bay nó không cho, là một bảo đảm phải về real ID mới được. Bắt buộc nó thay đổi hết. Một hình thức thay đổi để quản lý chặt chẽ hơn nữa về quản lý. Đúng rồi, quản lý chặt chẽ của công dân nước Mỹ này là như vậy. Từ bây giờ là cái real ID là tôi làm rồi. Mỗi nước như là hồi nãy là anh chú Phú bên Đức á, là xài về cái ID mà xài cái bằng lái, nó hai cách. Bây giờ Mỹ nó xài cái một thôi. Chỉ một thôi. Nó không xài hai, mà cái đất nước á, mỗi nước nó khác nhau vì vì cái luật pháp nó khác nhau anh. Mà tôi quan nghênh là bên Việt Nam hiện bây giờ làm cái ID là làm cái căn cước, làm cái thẻ chứng minh nhân dân mà có chip điện tử rất là dễ kiểm soát. Như vậy là tôi quan nghênh rất là tốt cái điều đó. Là vì lý do là mình chia sẻ một chút xíu này là cái real ID bên Việt Nam, chip điện tử bây giờ ở bên Việt Nam là nó chính phủ Việt Nam mà tính làm cho nhân dân mình xài đó, rất là nhiều tiền, chi phí rất là nhiều tiền. Tôi nghĩ là không phải là ít tiền đâu. Đúng rồi, chi phí không rất phải là nhiều nhỏ. Tiền không phải là nhỏ đâu, rất là nhiều tiền. Là vì lý do cái real ID đó, anh phải bất cứ công an nào hay là cảnh sát nào, không phải là cái hành sự nào, là nó có cái computer, bất cứ computer để đó là nó scan là biết là anh Nguyễn này ở xã nào, tỉnh nào, ở đâu là nó hiện lên cái mặt cái mặt nó mình là cái mới có computer được anh. Không có computer là bảo đảm là xài đâu không có được. Không lẽ mình ngồi đó mình nhìn bên Việt Nam là tụi cảnh sát giao thông rồi bắt mấy người đó rồi bắt đầu làm cái bài làm ghi danh rồi ảnh ở xã nào, huyện nào rồi đủ thứ rồi bây giờ nó đâm ra là nó mất thời gian để cho người ta. Thì bây giờ là nó làm cho dễ dàng để người ta kiểm soát trên cái đường lộ. Đó, cái đó là dễ. Bởi bên Mỹ này cái là cái real ID hiện bây giờ bên Mỹ này á, bất cứ cảnh sát nào nó có trong xe của nó là nó có computer cho nó. Nó computer. Nó để cái real ID mà nó scan á, nguồn Mỹ là scan á, là nó cầm chút xíu là nó hiện lên hết tất cả. Anh ở địa phương nào, xã nào, tỉnh nào nó biết hết. Thấy không? Đó là như vậy để dễ người ta để làm việc.
Còn là hiện bây giờ Việt Nam á, như công an đang làm Việt Nam là nào là anh ở xã nào, rồi ở viện nào, là tên họ gì, rồi tùm lum hết, rồi làm sao? Đâm ra nó mất cái thời gian. Hàng khi bà chủ tịch quốc hội là bị chỉ cấm ngân đó, kêu gọi như vậy tôi là ủng hộ. Yeah. Ủng hộ vì cái đó. Là dễ người ta là kiểm soát, là kể người ta làm việc, bất cứ cái nhà băng nào, cái hệ thống gì nó cũng dễ làm vậy đó. Chứ còn bây giờ mà tụi mà tụi bên Mỹ nói là nào gắn cái chip để nó kiểm soát mình, rồi nào là định vị mình, mấy tụi này nó thực ra thì nó mình nói là nó tôi không biết cái đầu óc nó như thế nào, tôi không biết nữa. Đúng rồi. Có nghĩa đôi lúc nhiều khi mình thật ra rất là buồn cười, có nghĩa là với những người hiểu biết, những người người ta có trình độ á, là người ta giống như anh, đúng không? Anh nhìn vào thấy một cái sự thay đổi đó để mình hiểu rằng là người ta làm tốt công việc của chuyên môn của ví dụ như bên Bộ Công an, ta làm để tốt hơn công việc quản lý, kể cả truy tìm cái nguồn gốc hay là truy tìm cái địa chỉ cũng dễ dàng hơn. Còn người công dân người ta cũng thuận tiện hơn trong cái thủ tục hành chính, khi họ đi làm họ cũng rất là dễ hơn, đúng không? Đó đúng là những dành cho những người mà người ta hiểu biết. Còn ví dụ như có một những số thành phần họ cố tình không hiểu biết, họ xuyên tạc về những cái việc làm này. À, nên đâm ra mình lên mình giải thích giống như anh lên giải thích để cho mọi người cùng hiểu là ví dụ ở nước Mỹ người ta như thế, hay là anh Phú ở Đức nó như thế, rồi cái sự thay đổi của Việt Nam đó là một cái điều tốt để cho cái người dân họ thuận tiện hơn, đó là một cái sự tiến bộ, đúng không anh? Tiến bộ đúng rồi, đó là quá tiến bộ rồi, quá tốt cho mình. Không, thậm chí là như tôi là phòng, như là phòng công an điều tra là vì là nào là tội phạm này tội phạm kia, rồi tôi nhìn vô rồi kêu cái đơn á, đưa cái đơn mình không biết được, có nhiều người là người ta không có học hành, vì nó vì xã huyện có một số người anh em là bà con lúc đời già mà không có trình độ á, là có đưa đơn cho mình rồi mà không biết đường đơn đường gì hết trơn á, thì đâm ra nó là rất là khó, gọi là dân mù chữ thì nó rất là khó để người ta điền đơn. Vì bây giờ mình làm cái ID mà có chip điện tử này nó dễ lắm, người ta scan vô mình nhìn vô là người ta biết là ở anh ở địa phương nào, xã nào, rồi khỏi bây giờ tôi khỏi điền là tôi nhìn vô tôi biết anh ở đâu rồi. Dạ đúng rồi em. Nên mà đặc biệt là cái computer là giống như ở vi tính ở Việt Nam thì bây giờ cái những cái có nghĩa là những cái địa phương, kể cả những bây giờ nói thật á, một cái nhà tối thiểu họ cũng có một cái dàn máy vi tính ở nhà rồi, chứ chưa nói đến cái laptop anh. Đúng rồi. Nên bây giờ là người ta thay đổi vậy để người ta dễ dàng quản lý hơn, rồi nó thuận tiện hơn và nó tinh gọn hơn trong cái bộ máy quản lý nữa. Nó không cồng kềnh giấy tờ rồi không lưu chữ để mất. Đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ mình thấy bên công mình ngành công an giao thông mà bắt là nào là chạy là cao tốc độ rồi uống rượu lái xe rồi dân chơi cứ ngồi đó rồi nói dạ anh tên gì, rồi bắt đầu cái địa chỉ ở đâu, nhà ở đâu, cứ xây quần, nó mất thời gian người ta đã bức bao nhiêu. Bây giờ đúng mình lấy cái thẻ ID chip đưa cho tôi là tôi scan luôn, không biết ở đâu rồi, ở đâu rồi biết liền rồi, bây giờ không có là thảy lô cho xe rồi đem về cho nó ngủ thôi chứ sao giờ. Nó dễ dàng không? Phải không? Nó bây giờ người say không biết nhớ mà mình đâu biết nhớ, thì giờ bây giờ mà lấy cái thẻ ID là có chip điện tử để vô nó scan vô computer là nó hiện ra ở đâu là biết liền. Đó, được không? Nó dễ để cho cơ quan người ta làm việc. Để người ta biết dân số vừa Việt Nam mình bây giờ đó bao nhiêu dân số, bao nhiêu là Việt Nam mình, dân số Việt Nam mình bao nhiêu. Là người chính Trung Quốc nó chính xác được người bao nhiêu, rồi Trung Quốc nó qua nó ở đất nước mình bao nhiêu, là người nào bất cứ nước ngoài nào nó ở trong đất nước mình bao nhiêu, để dễ người ta kiểm soát anh. Dạ đúng anh. Thấy không? Có nghĩa là thực sự giống như để chia sẻ thôi mà ngắt cái lời đó, có nghĩa là một người mà người ta hiểu biết rồi, chỉ cần một thay đổi một chút thôi thì anh sẽ thấy một cái điều tốt. Anh nhìn thấy được cái điều tốt cho người dân này. Còn những cái thành phần mà nó thiếu hiểu biết, rồi một số thành phần nó cố tình nó nói để cho nó dẫn dắt những cái người mà người ta có thể là mù mờ về thông tin, người ta hiểu sai. Nên vấn đề ở đây, tại vì có một Kiên Giang anh nói cho em nghe nè, em phải hiểu rằng là Bộ Công an người ta có thừa người tài để người ta làm cái con chip này, đúng không? Giống như tập đoàn Viettel, người ta làm được cái 5G, người ta tự làm đó, giống như cái vụ Myanmar, cái tập đoàn Viettel người ta bị thiệt hại về cái vấn đề đó không? Nên em đừng có nghĩ cái gì cũng là nhập của Trung Quốc, đúng không?
mà nhập của Trung Quốc á, là ở đây mình có tiền mình đặt được những cái gì nó tốt nhất, hiểu chưa? Nha Phi Giang, không làm đó chuyện của em thôi. Ví dụ em không làm, em đi ra hôm nào em xe đụng em cắp hầm một cái, em không có điện thoại, em không có cái ID thì có giấy chứng minh nhân dân thì người ta không biết em là đâu, rồi người ta đem qua bên vệ đường đó, người ta chôn đại bên đó hoặc người ta thiêu gì đó, vậy sống đúng không? Đâu vấn đề, cái đó là quyền lợi của em không làm thì em bị thiệt thòi thôi, chứ đâu phải là những người khác, người ta đâu em, nên ta đâu bận tâm đâu, hiểu chưa? Là anh biết á, là có nghĩa là khi thật sự lên đây mình không phải với thời buổi này rồi, mình lên giống như anh lên anh cũng giải thích thêm là cái ID hay là giống như cái giấy căn cước công dân của Việt Nam, là cái sự gắn chip này nó sự tiện lợi như thế nào để cho mọi người người ta hiểu rõ hơn anh, để cho khỏi cái thành phần mà gọi là xuyên tạc hay là bóp méo sự thật có để nó nói chuyện được nữa, thấy không? Để hơn vấn đề này. À, giống như anh lên mình chỉ trao đổi nhau cuộc sống, ví dụ như thế này, hàng ngày cuộc sống ra sao, phải nỗ lực như thế nào, thế thôi, chứ còn cần gì đến thành phần mà nó tối ngày nó cố tình thì mình không thể nào mình đi bịt miệng nó được, nhưng mà chẳng qua mình nói để cho mọi người người ta tự xem, người ta nhận thức được cái vấn đề nó là như thế nào thôi anh. Đúng rồi, là cái đó lễ để dễ cho cơ quan người ta làm việc, mà người ta ra cái là ra cái làm cái thẻ căn cước mà có chip điện tử này á, bỏ rất là nhiều tiền, mà chính phủ đảng mà bỏ tiền ra làm cái này là mình rất là mừng cho người ta đi, đâu phải dễ đâu, rất là nhiều tiền. Nhiều tiền lắm á, không phải là không nhiều tiền đâu, phải làm cái thẻ này phải có bất cứ là cảnh sát nào hay là công an nào, phải trên xe hay là bất cứ chỗ nào phải có computer mới cà là được anh, mới không có cà làm sao mà người ta biết mình ở đâu. Dạ. Nó dễ này chứ đi làm việc, mà tôi khuyên á, người dân Việt Nam mình á, là mình đi làm đi. Tôi khuyên Việt Nam mình cứ việc đi làm bình thường, là mình biết là người nào mà đất trong nước của mình, người nào ở bên lậu hay là không có giấy tờ, không có cái gì đó để cho cơ quan người ta ở, để người ta kiểm soát rất là dễ. Người ta bảo vệ cho cái sự an toàn, mà sự an toàn cho mình là sự hết tất cả cho mình, cái đó là quá mừng rồi. Còn gì nữa, đừng có lo cái chuyện đó tầm thường, không cái gì á, đừng có nghe mấy tụi mà xuyên tạc này nó nói chuyện tầm bậy tầm bạ, nó không hiểu biết gì đâu, nó cho mình ở đó là cứ xài là quanh năm suốt tháng gì thôi để nó chỉ trích thôi, nó thực ra là không có tốt. Mấy cái mấy tụi này là không tốt, tôi không bằng lòng cái chuyện đó. Thậm chí người Mỹ bây giờ là người ta cũng xài là real ID. Tại sao mà tôi hồi lúc trước tôi ở bên Mỹ này lâu mà tại sao nó real ID là như thế nào? Rồi tôi mới tìm hiểu là được, đương nhiên là cái này nó có quyền lợi cho của mình. Cho quyền lợi cá nhân của mình, không phải là quyền lợi các cái dân chính phủ đâu, mà có quyền lợi cá nhân của mình. Là mình có quốc tịch Mỹ, là người nào có quốc tịch Mỹ là ưu tiên. Mời nào không có quốc tịch Mỹ là không có ưu tiên, để nó dễ kiểm soát. Phải không? Cái nào là dạng thiệt, cái nào là dạng giả. Bây giờ ở bên Việt Nam người ta nói là anh em là người Việt Nam, dân tộc Việt Nam là dạng thiệt rồi còn gì nữa. Ủa trời ơi, người ta phân biệt như vậy mà không có mừng sao à? Bây giờ tụi Campuchia, tụi Lào nó qua nó ở sinh sống mà không có giấy tờ này, nào là Trung Quốc này cái kia nọ, mấy chỗ đó là dạng giả đó. Dần dần người ta mới kiểm soát chặt chẽ hơn để người ta quản lý cho nó tốt hơn, nó là điều tiến bộ mà. Đáng người ta phân biệt cái nào là dạng giả là dạng thiệt. Mà người ta tìm hiểu là vì lý do mình nói thực ra là có cái ngành công an hay bất cứ lĩnh vực nào nó sẽ có ăn tiền để làm thẻ căn cứ giả. Là làm thẻ giả, là làm thẻ chứng minh nhân dân giả nên nó bán cho mấy tụi nước ngoài này để nó sinh sống. Mà làm cái thẻ thiên chip là cái chip này không bao giờ nó ăn hối lộ được, không bao giờ làm được, là quy định của đảng Trung ương đưa ra. Đó là cái sự quản lý chặt chẽ hơn anh, kể cả giống như ấy là không thể làm giả được. Không có làm giả được. Mà người ta là nhìn vô là ai làm giả, người ta biết là từ đâu loại rồi. Thấy không? Dạ. Như vậy là mình quá mừng rồi, đất nước là như vậy, là đảng mà nhà nước mà lo cho dân cỡ đó là tốt, là còn gì nữa.
đó có phải rẻ tiền đâu, rất là mắc tiền chứ. Yeah. Mà chúng ta đâu phải, mình dễ để ra ý kiến này đâu phải dễ đâu anh. Yeah. Đâu có ok, nói chung. Ra ý kiến này đâu phải dễ đâu. Đúng rồi anh. Ok, cảm ơn anh nhiều. Ok, hôm nay cảm ơn anh nha. Cho nhóc nó ngủ, cảm ơn em. Chúc em ngày mới nhiều. Rồi ok, bye bye anh. Ok, bye bye.